City đầu hàng Liverpool, làm khách trên sân Molineux của Hope. Man City không gì ngoài mục tiêu giành chọn 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng đua tranh với Liverpool. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch gặp khó khăn khi thủ môn Ederson bị truất quyền thi đấu ngay ở phút 12 sau pha phạm lỗi bên ngoài vòng cấm đối với tiền đạo Diogo Jota. Dù phải chơi thiếu người và chịu nhiều sức ép nhưng Man City bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau đó không lâu. Phút 21, Man City được hưởng quả penalty sau pha phạm lỗi của Leander Dendon Seeker đối với Sterling. Chưa dừng lại ở đó, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola tiếp tục gây bất ngờ khi có bản nhân đôi cách biệt ngay đầu hiệp 2. Người ghi bàn vẫn là Sterling. Sau đường truyền tinh tế của De không còn gì để mất sau khi bị dẫn trước hai bàn. Gục dốc toàn bộ vốn liếng và dồn ép Man City. Phút 55, Gục có bản rút ngắn cách biệt nhờ công của Adama Chore. Chiến thắng giúp đội bóng của huấn luyện viên Nuno Espirito Santo vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng trong khi đó Man City bị đội đầu bảng Liverpool bỏ xa 14 điểm, trong khi lứa đoàn đỏ còn một trận chưa đá cuộc đua vô địch ngoại hạng anh mùa này coi như đã chấm hết với thầy trò huấn luyện viên pep guardiola